Hey, chào cô chú anh chị em mình nha, lại là em Tân đây. Giới thiệu về con TV 32 inch vừa nhập đội cho anh em mình tham khảo ha. Samsung 32 inch, zin đẹp cực kỳ luôn em ơi, bảo hành cho anh em mình 2 tháng ha. Giá con này 2.600.000 ha. Đó, zin đẹp cực kỳ, lên mạng wifi, màn hình zin đẹp nha anh em, không lỗi lầm ha, đẹp như mới luôn em ơi, từ vỏ từ thân từ ngoài ha, 2.600.000 ha. Em còn được 4 cái ha, nên mà mình chơi được chơi ha. Đây em đang nè. Con này nó có hỗ trợ là xem tivi không cần anten luôn nha anh em. Đó, đang kết nối mạng nè. Rồi. Đây. Samsung 32 inch lên mạng wifi. Hình ảnh đẹp cực kỳ, tivi đẹp như mới luôn anh em ơi. 2.600.000 bảo hành cho anh em mình 2 tháng nha. Tivi đẹp như mới, còn keo còn gì đầy đủ luôn anh em ơi. Em còn 4 5 con ha. Anh em chơi được chơi giá 2.600.000 nha. Đó. Sony 40 inch lên mạng wifi mà hình dinh đẹp cực kỳ, 3.200.000. Đó, tivi em còn nhiều lắm nha anh em. Samsung 50 inch sáng giờ bán cũng được 8 cái nha anh em. Đó, anh em chơi được chơi ha. 32 inch nè. 32 inch còn giá hơi cao anh em ơi. Rồi thôi quay con 75 inch này đi. À xin lỗi, 55 inch. Rồi. Sony 55 inch lên mạng wifi có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói, kết nối bằng Bluetooth, chạy hệ hình Android luôn ha. Màn hình mới, bảo hành 6 tháng anh em ơi, 7.500.000. Có chân để bàn luôn ha, đẹp cực kỳ luôn em ơi. Bảo hành cho anh em mình là 6 tháng nha, hư lỗi đổi mới, sửa miễn phí cho anh em mình ha, bảo hành 6 tháng ha. Đó, Sony màn hình 4K đẹp cực kỳ luôn em ơi. Có giọng nói tìm kiếm, kết nối Bluetooth, hỗ trợ lên mạng wifi có giọng nói luôn ha. Hệ là Android nhanh mượt luôn ha. Đó. Để mở YouTube cho anh em mình coi ha. Đó, hình ảnh thì đẹp cực kỳ, màn hình mới còn nguyên tem nè anh em. Đẹp cực kỳ luôn nha, nhanh mượt, lên mạng là siêu mượt luôn ha. Đó, hình ảnh 4K đẹp cực kỳ sắc nét luôn em ơi. Sony 55 inch wifi lên mạng có giọng nói, kết nối Bluetooth, bảo hành 6 tháng em ơi, 7.500.000. Rồi, con này cũng Sony nha, Sony con này 49 inch nè. 49 inch. Rồi. Sony 49 inch màn hình mới 4K lên mạng wifi đầy đủ chức năng, màn hình mới 100% nè. Giá 6 triệu đồng nha anh em, bảo hành cho anh em 6 tháng luôn ha. Rồi, mấy cái màn hình cũ thì rẻ hơn nha anh em. Màn hình cũ thì đây 3.200.000 Sony. Sony 43 inch lên mạng wifi màn hình dinh đẹp. Giá 3.200.000. Đó anh em chơi được chơi ha. Samsung 50 inch 3.900.000. Ủa lộn, xin lỗi, 5.900.000 màn hình mới 4K lên mạng wifi đầy đủ chức năng ha. Có giọng nói, kết nối Bluetooth đầy đủ chức năng luôn. Có chân để bàn luôn anh em ha. Awa 3.900.000 màn hình 4K tràn quyền, Android lên mạng wifi, giọng nói kết nối Bluetooth đầy đủ luôn ha. 3.900, con này 3.900 miễn ship luôn em ơi. Rồi. Anh em mà chơi 32 thì liên hệ em ha. Số điện thoại em là 0346854213. Đây số điện thoại em đây. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em mình một buổi tối thật là vui vẻ. Anh em mua bán đắt kèo nha.